Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký kháng chiến chống Pháp. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đỗ Thân Ghi. Tập 10. Ngày 18 tháng 3, tại bãi đá, chúng tôi triệu tập cán bộ từ tiểu đoàn trở lên để phổ biến quyết tâm cuối cùng của bộ chỉ huy chiến dịch. Theo kế hoạch, mở đầu chiến dịch, ta tiến công tiêu diệt 4 cứ điểm nhỏ là Lán Tháp, Lọc Nước, Sống Châu, Máng Nước. Đại đoàn có nhiệm vụ giấu quân để đánh viện. Đợi 3 ngày không thấy địch viện, đại đoàn được lệnh tiến công vị trí Tràng Bạch. Đại đoàn 308 đánh Bí Chợ. Tràng Bạch, Bí Chợ bị tiêu diệt nhưng địch vẫn không viện. Trên ra lệnh tiếp tục tiêu diệt Uông Bí, Mạo Khê, những vị trí tương đối lớn hơn. Ở Mạo Khê Mỏ, địch có chừng 140 tên do một tên quan hai chỉ huy. Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ đánh Mạo Khê đã tập kết cách Mạo Khê 7 km. Trời tối, bộ đội hành quân theo suối, đường rất khó đi, lại có pháo đi cùng nên tốc độ hành quân rất chậm. Qua suối đến vùng đồi trọc, chỉ có những bụi sim, mua, lúp xúp rất khó nhận dạng nên đơn vị bị lạc. Chiếm lĩnh xong trận địa thì gà đã gáy. Theo kế hoạch, 23 giờ nổ súng, nhưng mãi 1 giờ 30 phút mới nổ súng. 3 khẩu pháo 75 kéo theo đặt cách đồn 100m, vừa đặt xong pháo đã phải bắn ngay. Địch trong cứ điểm phản ứng quyết liệt, pháo địch từ đông triều bắn dồn dập. Sau 49 phút, ta phá xong hàng rào, tiêu diệt một lô cốt. Địch rút sang khu nhà gác 3 tầng. Ta chiếm toàn bộ các khu nhà trong cứ điểm và tầng dưới nhà 3 tầng. Địch lên gác 2, phá cầu thang gác. Ta đánh lên gác 2. Địch rút lên tầng 3 chống cự. Lúc này trời đã sáng. Tôi biết trận đánh này sượng rồi. Chúng tôi chưa có kế hoạch tiến công khu nhà cao tầng, chỉ còn cách dùng pháo bắn thẳng và dùng thuốc nổ. Nhưng pháo đặt gần không thể đánh sập được nhà. Hai tạ thuốc nổ được điều vào đồn. Nhưng từ trên gác 3, hơn 50 tên địch còn lại có sự chỉ huy của tên quan 2 đã dùng lựu đạn và cả đạn cối từ trên gác cao thả xuống quanh nhà. Nguyễn Văn Tiến, chiến sĩ bộc phá, đã đặt được khối thuốc nổ 60kg dưới chân tường. Nhưng khi bộc phá nổ, tòa nhà vẫn không đổ. Địch trút bom lửa xuống xung quanh cứ điểm, đội dự bị không sao vào được. Trung đoàn trưởng ra lệnh bám sát những vị trí đã chiếm, chờ trời tối đánh tiếp. Khoảng trưa, địch cho một tiểu đoàn có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ tiến về Mạo Khê. Trận đánh viện này kéo dài từ trưa đến sẩm tối, nhưng không tiêu diệt được gọn. Sau Mạo Khê, bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương mở đợt mới. Đại đoàn 308 được giao nhiệm vụ đánh Bến Tắm, Bãi Thảo. Đại đoàn 312 đánh Hoàng Gián và đánh viện từ đông triều lên. Hoàng Gián là một cứ điểm nhỏ, lực lượng địch có khoảng 2 trung đội. Sau vài giờ chiến đấu, ta tiêu diệt được các lô cốt địch. Nhưng khi gặp hầm ngầm, đánh không gọn, trời đã sáng, quân ta rút ra, không diệt gọn đồn địch lại bị tiêu hao. Cũng trong đêm đó, đơn vị bạn không tiêu diệt được Bến Tắm, viện binh địch không ra, nên đại đoàn không có điều kiện đánh viện như kế hoạch đã định. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám kết thúc. Đại đoàn trở về Tuyên Quang, tổng kết trong không khí trầm lặng. Đại đoàn đã không làm tròn nhiệm vụ trong trận Mạo Khê, đánh viện không gọn, thương vong cao. Là người chịu trách nhiệm chính, tôi biết cái không khí trầm lặng này rất bất lợi trong việc xây dựng đơn vị. Trước mắt phải tổng kết cho tốt. Muốn thế, người chỉ huy phải dám nhìn thẳng vào sự thật. Trước hết là nhìn vào bản thân mình khi nhận nhiệm vụ với trên và trách nhiệm của mình khi chỉ huy đơn vị. Trong chiến dịch này, tôi làm nhiệm vụ một người chỉ đạo, chứ không phải là người chỉ huy các tình huống. Khi gặp anh em khó khăn, tôi đã không có mặt để trực tiếp cùng anh em khắc phục. Trong việc chấp hành mệnh lệnh của bộ chỉ huy, tôi còn có những băn khoăn chưa nói hết với trên. Trong hội nghị tổng kết, tôi chân thành nói với anh em: trong chiến dịch này, do đánh giá chưa đúng địch nên kế hoạch tác chiến giản đơn, không thận trọng. Trong chỉ huy đã không thấy đặc điểm mới của chiến trường nên trong tác chiến, công kiên cũng như vận động đã mang nguyên si kinh nghiệm chiến dịch biên giới và trung du vào chiến trường đường số 18
mà không thấy đã gọi là kinh nghiệm thì nó chỉ có giá trị trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định. Đánh không giòn giã, diệt địch không gọn, để cho anh em bị thương nhiều là trách nhiệm của tôi. Anh Nguyễn Bằng cũng tự phê bình thành khẩn về khuyết điểm tổ chức không chú đáo trong hành quân, đã lãng phí thời gian. Trước sự chân thành của cán bộ các cấp, các chiến sĩ rất xúc động. Anh em cũng tự phê bình về ý chí chiến đấu, ý thức chấp hành kỷ luật trong hành quân, trong bảo quản vũ khí, khí tài chiến đấu. Thấy không khí phấn chấn của đại đoàn trong tổng kết, tôi nghĩ nếu khi tổng kết ở bộ cũng tạo được không khí cởi mở này thì chắc những băn khoăn của các đơn vị trong chấp hành mệnh lệnh sẽ chấm dứt. Với ý nghĩ đó, tôi lên đường về bộ dự hội nghị tổng kết chiến dịch Hoàng Hoa 8. Tôi cho rằng chiến dịch Hoàng Hoa 8 là một chiến dịch không thành công. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch hay là làm thay đổi cục diện chiến trường không rõ. Cả ba đại đoàn đều không hoàn thành nhiệm vụ. Ta mở chiến dịch trong tình hình chưa có chuẩn bị đầy đủ về địa hình, nhất là về hậu cần. Các đơn vị đều bị thương vong cao, không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cho rằng bộ cũng phải chịu trách nhiệm về chọn hướng để mở chiến dịch và xác định mục đích chiến dịch cho rõ. Khi đã hạ quyết tâm, phải có những yếu tố để bảo đảm thắng lợi của chiến dịch. Và tôi đã chân thành nói lên những suy nghĩ của mình trong hội nghị tổng kết của bộ. Tôi có cảm tưởng khá đông cán bộ ở đơn vị tán thưởng ý kiến phát biểu của tôi, nhưng không ai nói ra. Các cán bộ thuộc cơ quan bộ có ý kiến khác. Có ý kiến cho rằng nếu chiến thuật thực hiện tốt thì cục diện đã khác. Tôi không đồng ý. Tôi cho rằng chiến thuật chịu sự chỉ đạo của chiến dịch. Mục đích chiến dịch không rõ, không kiên quyết, chọn hướng mở chiến dịch không đúng thì chiến dịch không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ý kiến của tôi đã được phản ánh lên trên. Giữa hội nghị, Bác Hồ đến thăm. Bác nói người ta ai cũng phải rửa mặt, tự phê bình là rửa mặt cho sạch. Bác bảo tôi đứng dậy, rồi bác nói: "Chú Tấn, chú đã biết rửa mặt chưa? Mặt có vết nhọ mà không biết rửa thì không sạch. Phê bình và tự phê bình là cách rửa mặt. Sau mỗi trận đánh phải biết phê bình và tự phê bình mong tiến bộ." Tôi đứng nghiêm trước lời dạy bảo nghiêm khắc, chân thành của bác. Trong bụng chưa thật thoải mái, nhưng tôi nghĩ mình đã dám nói thì cũng phải dám nghe. Tôi nhìn các anh Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh. Trong lòng tôi bỗng trào lên niềm thương yêu bác. Tôi giận mình đã không biết cách diễn đạt những ý nghĩ của mình cho mềm mại hơn. Nhưng từ đó, tôi là một trong những cán bộ được bác nhớ tên. Cho tới khi tôi nhận nhiệm vụ vào Nam sau này, trong bữa cơm thân mật, bác cho mời vợ chồng tôi cùng ăn, bác vẫn nhắc lại một cách vui vẻ câu chuyện cũ. Tối hôm đó sau bữa cơm, đồng chí bộ trưởng gặp riêng tôi để động viên. Tôi nói: "Được bác giáo dục là rất tốt. Bác cũng vì thắng lợi của cách mạng, vì xương máu của chiến sĩ mà giáo dục chúng tôi. Một trận đánh không thành công cũng dạy cho ta một điều gì đó, miễn là ta không chịu xuôi tay." Cũng giống như số phận của các tướng chỉ huy quân viễn chinh Pháp trước đó, cái khó nhất đối với tướng Đờ Lát là thiếu quân, thiếu trang bị để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Sự kiệt quệ của nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ hai đã không cho phép ông ta thực hiện những mưu đồ giành quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ. Ông ta cho rằng muốn thắng trong cuộc chiến tranh trên chiến trường Việt Nam, trước hết phải thắng phe chủ hòa ở nước Pháp. Ông ta cho rằng cái bó tay ông ta là phong trào đòi hòa bình ở Pháp và sự do dự của chính phủ Pháp. Đầu tháng 3 năm 1951, Đờ Lát lên đường về Pháp. Nhưng Thủ tướng Cơi trước sự kiệt quệ của nền kinh tế Pháp chỉ cho Đờ Lát có 20.000 quân và hẹn tháng 7 năm 1972 phải hoàn lại. Đờ Lát cùng vợ đi sang Mỹ xin viện trợ. Tại Washington, Đờ Lát được Truman, Tổng thống Mỹ hứa sẽ viện trợ. Trước mắt, Mỹ sẽ gửi sang Đông Dương 600 máy vô tuyến điện, 9.000 súng tiểu liên, 500 súng máy, 5.000 xe vận tải, các thứ khác như xe tăng, máy bay, tàu chiến sẽ gửi sau. Từ đầu tháng 3 năm 1951, Sa Lăng, Phó Tổng Chỉ huy thay Đờ Lát, Đờ La Ni Rét
tham mưu trưởng thay Sa Lăng. Các quan chức Pháp ra sức đốc thúc Bảo Đại, quốc trưởng Bù Nhìn và Trần Văn Hữu, thủ tướng, gấp rút thành lập quân đội quốc gia để bù vào chỗ thiếu quân mà nước Pháp không thể nào thỏa mãn. Mỗi trung đoàn Pháp kèm cặp một tiểu đoàn quân ngụy để phá cuộc tiến công thu đông của địch, tiêu diệt sinh lực địch, phá âm mưu vét lính để phát triển chiến tranh nhân dân vùng đồng bằng sông Hồng. Bộ quyết định mở chiến dịch Quang Trung. Chiến dịch được mở trên 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, nơi địch chỉ có binh đoàn cơ động số 4 ở Phủ Lý. Đây là khu yếu nhất của địch ở đồng bằng Bắc Bộ. Hướng chính của chiến dịch là Ninh Bình. Tại đây chúng ta sử dụng hai đại đoàn 308 và 304 hướng phụ Nam Định, Thái Bình do đại đoàn 320 và một số trung đoàn độc lập của quân khu đảm nhiệm. Trong đợt một chiến dịch, chúng ta đã tiêu diệt Non Nước, Hồi Hạc, Đại Phong. Lần đầu tiên đại đoàn 308 tiêu diệt địch trong một thị xã Ninh Bình, diệt gọn một đại đội huấn luyện hạ sĩ quan trong nhà thờ Đại Phong trong 45 phút. Đợt 2, chiến dịch không thành công trong các trận Chùa Cao, Cầu Bút, Ngọc Lâm. Đại đoàn 320 cùng với lực lượng tại chỗ đã đánh những trận tiêu diệt xuất sắc như trận Đống Lương, Vụ Bản Nam Định, trận Cam Giá, Ninh Bình, trận chống Càn thắng lợi ở Chợ Cháy, Hà Đông. Chiến dịch kết thúc ngày 20 tháng 6 năm 1951. Cùng với chiến dịch Quang Trung để thu hút lực lượng địch, làm sai lạc sự phán đoán của chúng, chúng ta mở chiến dịch Lý Thường Kiệt ở Tây Bắc. Hướng chính chiến dịch là phân khu Nghĩa Lộ, hướng phụ là Bình Lư. Đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ một mình thực hiện chiến dịch này. Đây là một chiến dịch tiến công vào nơi địch chưa đề phòng. Trung ương đã điều động 5.000 dân công thuộc 4 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên vận chuyển 10 tấn muối, hơn 500 tấn gạo để bảo đảm cho chiến dịch. Đại đoàn vừa hành quân đến Yên Bái chuẩn bị vượt sông thì có lệnh của bộ ngừng vượt sông. Chúng tôi được biết hướng chiến dịch đã bị lộ, địch đã đề phòng. Về sau này chúng tôi được biết qua hồi ký của các tướng lĩnh Pháp là chiến dịch Lý Thường Kiệt đã làm cho bộ chỉ huy Pháp phân vân. Họ đặt vấn đề có phải chiến dịch Lý Thường Kiệt là dấu hiệu mở màn cho cuộc tiến công lớn của ta trong thu động. Liệu Nghĩa Lộ có trở nên một đông khê, trận đánh mở màn của chiến dịch biên giới hay không? Bộ chỉ huy Pháp không tính đến khả năng ta đưa 3 đại đoàn mở chiến dịch ở Hà Nam Ninh. Bộ chỉ huy Pháp ra lệnh tăng cường phòng thủ Nghĩa Lộ, ra lệnh báo động toàn Tây Bắc, đặt không quân ở Bắc Bộ trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho Tây Bắc. Ở Nghĩa Lộ, chúng ra lệnh chuyển sang trạng thái chiến đấu, cấm trại sĩ quan và binh lính không được ra phố chơi, tăng cường cho Nghĩa Lộ một đại đội. Ngày 16 tháng 9, địch cho máy bay oanh tạc dọc sông Hồng, thả đèn dù và bắn phá các bến đỗ. De La Nijet, tham mưu trưởng, và trung tá Zinler, đại diện tướng Sa Lăng, lên Nghĩa Lộ kiểm tra. Trước lệnh ngừng của bộ, đảng ủy đại đoàn họp và nhận định hướng chiến dịch đúng là đã bị lộ, nhưng khả năng đánh bất ngờ vẫn chưa phải đã hết. Cho đến nay, địch vẫn chưa biết ta có bao nhiêu, ta đánh vào lúc nào, đánh theo kế hoạch nào. Đảng ủy chủ trương chuẩn bị thật đầy đủ ở bên này sông. Cả ba trung đoàn cùng vượt sông một lúc sẽ tạo nên thế bất ngờ trong chiến đấu, tiến lên giành thắng lợi cho chiến dịch. Đêm 23 tháng 9, từ các bến đò Mậu A, Cổ Phúc, Yên Bái, đại đoàn vượt sông tiến vào Tây Bắc. Tôi và các cán bộ trung đoàn trinh sát vượt sông sang trước. Đại đoàn do đồng chí quyền chính ủy và tham mưu trưởng chỉ huy đi sau. Chúng tôi tiến vào Tây Bắc dưới trời mưa tầm tã. Nếu trước đây khi vạch kế hoạch cho các đội vũ trang tuyên truyền từ Phú Thọ, Yên Bái vào Tây Bắc, chúng tôi chọn những đường mòn, dọc theo suối, những nơi chưa có vết chân người, thì nay phải tìm một đường hành lang tiến quân cho cả một đại đoàn. Phải tính từng con suối, từng đoạn sông, từng triền núi. Gay go nhất là phải vượt qua Khâu Vác, một ngọn đèo cao, cửa ngõ đi vào Nghĩa Lộ. Bộ binh đi còn vất vả, pháo binh lại càng vất vả hơn. Địch dùng máy bay phong tỏa nên ta phải hành quân ban đêm, khiêng khẩu pháo 75 nặng hàng tấn trên đôi vai trần.
khi lên dốc, hàng chục người ở dưới khênh nòng pháo lên cho hàng chục người ở trên dùng chạc kéo dần lên từng bước. Hồi đó áo mưa chưa có, anh em phải quắc áo tơi bằng lá. Chỉ qua một chặng đường hành quân là áo đứt, dây sâu rách từng mảng lớn. Hành quân suốt đêm chỉ được 10 km. Những lúc dừng chân, anh em phải ngồi trên bùn mà ngủ. Có hôm cơm nắm mang theo không thể ăn được, có lệnh nghỉ ăn cơm. Dở nắm cơm ra chỉ thấy một cục nhão nhuyết, vừa nồng mùi mồ hôi, vừa chua mùi nước mưa. Trong gian khổ, cán bộ cùng anh em mang vác, người khỏe dìu người yếu, nhường nhau từng mảnh áo tơi, từng hớp nước uống. Chúng tôi lên đến đỉnh khâu vác thì trời mưa. Vượt qua tuyến ngăn chặn của địch, đại đoàn đã tới sát Nghĩa Lộ. Thắng lợi của cuộc hành quân gian khổ đưa toàn đại đoàn tới đích bí mật, an toàn đã làm nảy sinh trong chúng tôi tư tưởng chủ quan. Có đồng chí trung đoàn trưởng cho là đơn vị mình đã từng chọi với Lê Dương, Da Đen ở biên giới, Trung Du, Đông Bắc, thì cái đám lính quen ở Nghĩa Lộ này không có nghĩa lý gì. Do khinh địch nên tác phong tổ chức chiến đấu cũng đơn giản, đại khái. Hai trận đánh mở đầu thắng lợi ở bản Tú, ngã hai càng làm cho tư tưởng chủ quan, khinh địch phát triển. Trung đoàn 141 đến ngã hai gặp đơn vị tiền tiêu của địch trên sườn núi, chỉ dùng một trung đội đã đánh bật địch ra khỏi đồn tiền tiêu, tiêu diệt một tiểu đội địch, bắt sống hai tên cai khố đỏ. Hai tên này lạy van xin tha chết và khai: đồn Nghĩa Lộ hoang mang lắm rồi. Tư tưởng chủ quan khinh địch như diều gặp gió, ai cũng muốn lao ngay đến Nghĩa Lộ. Pú Trạng là một điểm cao khống chế, nơi có đặt pháo 75, nhưng binh lực địch ở đây chỉ có một trung đội. Đồn Nghĩa Lộ là nơi tập trung binh lực, nơi địch đặt sở chỉ huy. Sau khi cân nhắc, chúng tôi cho rằng nên tập trung binh lực tiến công Nghĩa Lộ, vì binh lực chủ yếu và sở chỉ huy toàn bộ cụm Nghĩa Lộ bị tiêu diệt thì Pú Trạng cũng không còn. Chúng tôi không dự kiến khả năng Nghĩa Lộ có thể dựa vào thế cao của Pú Trạng và trận địa hỏa lực để cố thủ cùng tồn tại. Sự tính toán một chiều này của đại đoàn đã ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của trung đoàn. 4 giờ chiều ngày 2 tháng 10, trung đoàn 141 xuất kích. Theo kế hoạch thì 22 giờ tiến công, nhưng vừa ra khỏi rừng trời đã tối sầm. Còn cách Nghĩa Lộ chừng 3 km, đơn vị không tổ chức người dẫn đường, nên khi lộ tiêu đánh dấu đường bị đổ, đơn vị đi sau gồm đại bộ phận tiểu đoàn 11, đơn vị chủ công đánh Nghĩa Lộ cứ thẳng đường cái theo lực lượng kiềm chế Pú Trạng. Gần 3 giờ sáng, bộ phận chủ yếu mới được lệnh quay trở lại Nghĩa Lộ. Đội hình trở nên lộn xộn. Cùng lúc đó, những tên lính ngụy từ các nơi khác rút về Nghĩa Lộ dẫm phải mìn. Tiểu đoàn 16 hướng thứ yếu đánh Nghĩa Lộ bố trí đã lâu, chờ tín hiệu phát hỏa, đang lơ mơ ngủ. Nghe tiếng mìn nổ, tưởng là bộc phá của tiểu đoàn 11 ở hướng chủ yếu. Quy định bộc phá nổ là tín hiệu tiến công, đã choàng dậy ra lệnh tiến công. Nhưng do binh lực có hạn, tiểu đoàn không thực hiện được chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận quân địch. Địch rút lên Pú Trạng ra sức chống cự. Trong lúc đó, tiểu đoàn 11, đơn vị chủ công, quay lại thấy cửa mở, đã mở cũng xung phong luôn. Tốc độ tiến công khá nhanh nhưng chưa ổn định, chỉ huy không chặt chẽ, súng một nơi, đạn một nơi, hỏa lực yểm hộ không tốt nên càng vào nhiều, đội hình càng ùn. Địch pháo kích ác liệt, ta bị đánh bật ra, pháo địch từ Pú Trạng bắn xuống chặn đường rút lui. Ta một số bị thương vong không ra được, tiểu đoàn phó Bạch Đăng Hội không nhận được lệnh rút, đã cùng một chiến sĩ liên lạc nấp vào một bức tường để bắn tỉa bọn địch từ Pú Trạng xuống. Khi trời sáng, đạn hết, Bạch Đăng Hội cùng lực lượng chạy vọt ra khỏi đồn, địch bắn theo nhưng không trúng. Khi về tới đơn vị, anh thấy anh em đang mặc niệm thề quyết trả thù cho mình. Đêm hôm sau ta lại tiến công, lúc này địch đã tăng cường cho Nghĩa Lộ 2 đại đội lính dù. Quyết tâm không thay đổi, nhưng kế hoạch tác chiến vẫn không chu đáo, nghĩa là vẫn tiến công vào Nghĩa Lộ phố. Cũng như đêm hôm trước, lại hành quân lạc, mũi thứ yếu vào trước, mũi chủ yếu đánh từ sân bay vào, bị địch dùng hỏa lực khống chế, bắn sát đất, thương vong cao. Trời sáng, không có kế hoạch đánh ban ngày, nên quân ta lại phải rút ra.
Trong hai đêm tiến công Nghĩa Lộ, ta tiêu diệt 150 tên, trong đó có tên Di Ra Đanh, chỉ huy Nghĩa Lộ, bắt sống 19 tên nhưng không làm tròn nhiệm vụ tiêu diệt Nghĩa Lộ. Sau những trận tiến công của ta, địch ở các cứ điểm Ba Khe, Đồng Bồ, Thượng Bằng, Sài Lương, Gốc Báng phải rút chạy. Cửa Nhì ta tiến công nhưng không tiêu diệt được cũng phải rút chạy. Đại đoàn tiến vào vùng mới giải phóng, giúp đỡ nhân dân đắp đập làm mương, khôi phục lại sản xuất. Sau khi các tiểu khu Ba Khe, Gốc Báng, Gia Hội bị phá vỡ, địch cho hai tiểu đoàn dù tăng cường cho Nghĩa Lộ. Sáng ngày mùng 5 tháng 10, địch cho một tiểu đoàn từ Gia Hội ra khâu vác với ý định chặn đường tiếp tế vận chuyển của ta. Địch thọc vào Nậm 10, tuyến hậu cần của đại đoàn. Tiểu đoàn 166, trung đoàn 209 từ Bản Tú vận động và đánh trúng vào ngang sườn đội hình địch. Chúng chạy lên sườn núi phòng ngự. Sau hai đợt xung phong, ta đánh bật địch xuống núi, chúng phải rút về Gia Hội. Tiểu đoàn 166 bám sát, truy kích địch trên đoạn đường 13 km, tiêu diệt gần hai đại đội lính dù. Ngày 16 tháng 10, địch lại tổ chức hai mũi tiến công. Một mũi đánh từ Gia Hội xuống Nghĩa Lộ, một đánh từ Gia Hội xuống Nậm 10. Cả hai mũi này đều bị trung đoàn 209 chặn đánh quyết liệt, phải rút về Gia Hội. Những ngày sau, địch cho máy bay đánh phá ác liệt xung quanh Nghĩa Lộ. Địch tăng viện cho Nghĩa Lộ thêm một tiểu đoàn, đưa binh lực lên 3 tiểu đoàn mạnh thuộc lực lượng ứng chiến cơ động. Nhận thấy nhiệm vụ thu hút lực lượng địch từ đồng bằng lên để tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tham gia chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành, Bộ Chỉ huy Đại đoàn quyết định kết thúc chiến dịch Lý Thường Kiệt vào ngày 11 tháng 10. Bộ Tổng Tư lệnh nhận định đại đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ buộc địch phải phân tán binh lực đối phó, đã tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống hơn 200 tên, tranh thủ được nhân dân phát động chiến tranh du kích trong lòng địch. Mặc dù được bộ động viên, nhưng chúng tôi, những người chỉ huy, lãnh đạo đại đoàn thấy cần phải nhìn vào thực chất chiến công của đơn vị mình. Có nhìn vào sự thật mới có thể đưa đại đoàn không ngừng tiến lên trong nhiệm vụ là đại đoàn cơ động thuộc lực lượng cơ động chiến lược của bộ. Một trong những điều day dứt nhất là thương vong của trung đoàn 141 khá cao. Trung đoàn bị mất 100 súng trường, 10 trung liên, hy sinh 300 người, trong đó có tiểu đoàn trưởng Trần Đình Khiết, một cán bộ dũng cảm, có năng lực. Trung đoàn trưởng Nam Long suốt 3 ngày đêm không ăn không ngủ vì đau xót. Nam Long gặp tôi khóc và đề nghị nhận kỷ luật. Tôi nói, đau xót trước khuyết điểm về chỉ huy của mình là đúng, nhưng phải biết rút ra bài học về chỉ huy để trận sau đánh tốt hơn. Chúng tôi phân công nhau, quyền chính ủy gặp các chiến sĩ bị thương, tôi gặp các cán bộ chuẩn bị cho hội nghị tổng kết của đại đoàn. Bài báo cáo đã phản ánh được một phần những khuyết điểm của chỉ huy trong kế hoạch và tổ chức thực hiện, nhưng có một vấn đề tôi chưa nhất trí với anh em là nên tập trung đánh Pú Trạng hay đánh Nghĩa Lộ. Tôi cho rằng đánh vào Nghĩa Lộ phố, nơi địch tập trung binh lực, nơi có sở chỉ huy của địch là đúng. Không tiêu diệt gọn Nghĩa Lộ là do tổ chức liên lạc dẫn đường chưa tốt. Cả hai đêm đều bị lạc là do trinh sát chưa chu đáo, do chủ quan trong chỉ huy. Tóm lại, đó là khuyết điểm về tác phong chứ không phải khuyết điểm về quyết tâm chiến đấu. Sau bản báo cáo của tôi, anh em có thảo luận nhưng không khí rất trầm. Anh em không nói thẳng với tôi, nhưng khi nói với quyền chính ủy đại đoàn, anh em chưa nhất trí. Anh em vẫn cho rằng trong đêm thứ hai, nếu tập trung đánh Pú Trạng, điểm cao khống chế toàn bộ khu phòng thủ, nơi có trận địa hỏa lực chủ yếu của khu vực Nghĩa Lộ, thì cục diện sẽ khác. Không khí đơn vị khá nặng nề. Anh em thấy tôi tự phê bình những khuyết điểm về tác phong, nhưng chưa nhận khuyết điểm về chỉ huy, cũng nể. Thấy thế, quyền chính ủy đề nghị họp thường vụ. Tôi nhất trí. Chính trong cuộc họp này, các đồng chí thường vụ đã nói hết những suy nghĩ của mình. Vì sự nghiệp xây dựng đại đoàn, vì sự tiến bộ của đơn vị, bằng những lời lẽ có lý, có tình, thường vụ đã giúp tôi nhận ra khuyết điểm. Quyết tâm của người chỉ huy phải nhìn nhận tình hình không phải theo ý muốn, mà phải nhận định đúng như thực tế đang diễn ra. Quyết tâm đó phải được thể hiện cụ thể trong việc tổ chức chiến đấu chu đáo.
Bất giác tôi lại nhớ tới lời nói của bác Hồ: "Chú Tấn, chú đã rửa mặt chưa?" Trong hội nghị cán bộ toàn đại đoàn, tôi đã thẳng thắn tự phê bình trước các cán bộ khuyết điểm của mình. Một không khí thương yêu, thông cảm, ấm áp lan khắp đại đoàn. Dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân mình cũng khó khăn không kém dũng cảm trong chiến đấu. Trong lúc đại đoàn đang tổng kết chiến dịch Lý Thường Kiệt thì địch tiến công ra Hòa Bình. Sau hơn một năm bị động đối phó với ta trên các mặt trận biên giới Trung Du, Tây Bắc, đường số 18, Ninh Bình, Tả Ngạn, Bình Trị Thiên, đây là cuộc tiến công đầu tiên của địch ra vùng tự do của ta trên chiến trường Bắc Bộ. Vì sao bộ chỉ huy Pháp lại chọn Hòa Bình làm chiến trường tiến công? Chúng ta hãy dở lại những trang quân sử, những hồi ký của một số tướng lĩnh Pháp. Sau hơn một năm ra sức củng cố tế phòng ngự, tiến hành bình định vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ với công thức súng Mỹ, lính bản xứ nhưng chỉ huy phải là người Pháp, tướng De Lat đã có trong tay 338.000 quân, trong đó có 128.000 lính Âu Phi và 210.000 lính Ngụy. Toàn bộ lực lượng trên được tổ chức thành 160 tiểu đoàn bộ binh chính quy, gồm 88 tiểu đoàn Âu Phi, 27 tiểu đoàn chính quy Ngụy trong biên chế quân viễn chinh Pháp và 45 tiểu đoàn chính quy Ngụy trong cách gọi là quân đội quốc gia của Bảo Đại, Trần Văn Hữu. Hỏa lực và phương tiện cơ động được tăng cường đáng kể. Cuối năm 1951, De Lat đã có 18 tiểu đoàn pháo 105 và 155 ly, 7 chi đoàn cơ giới, thiết giáp, 7 tiểu đoàn công binh, 5 tiểu đoàn xe vận tải. De Lat đã tổ chức 7 binh đoàn cơ động và 9 tiểu đoàn dù, tăng số quân cơ động từ 6% lên đến 18% so với toàn bộ binh lực Pháp ở Đông Dương. Lực lượng dự bị này hoàn toàn không phụ thuộc vào đồn bốt, có thể cơ động dễ dàng, có điều kiện sẵn sàng tiến công, đồng thời cũng có thể bảo đảm an toàn cho một số khu vực chiếm đóng trong một thời gian nhất định. Với viện trợ Mỹ được tăng cường và lực lượng được xây dựng mạnh hơn trước, đặc biệt là quân cơ động, Bộ Chỉ huy Pháp nhận định, nhìn chung cán cân đang nghiêng về phía Pháp, đã đến lúc họ có thể dứt khoát từ bỏ thái độ bị động phòng ngự mà họ đã phải chịu đựng từ năm 1948 để chuyển sang tiến công. Ngày 4 tháng 11, giữa lúc De Lat, Sa Lăng và De La Ginet họp thì có điện từ Paris gửi sang giúp ông ta phải tiến công. De Lat quyết định ra quân trước khi quân ta mở chiến dịch thu đông. Mục tiêu được lựa chọn trước hết là chợ Bến, tiếp theo là Hòa Bình. De Lat chỉ định De La Ginet chỉ huy chợ Bến và Sa Lăng phó tổng chỉ huy đánh Hòa Bình. Vì sao bộ chỉ huy Pháp lại chọn Hòa Bình? Trước đó, vào khoảng cuối tháng 11 năm 1951, De Lat đã sử dụng 10 tiểu đoàn bộ binh cùng các phương tiện kỹ thuật mới được Mỹ trang bị, định bất ngờ đổ bộ vào Sầm Sơn, Thanh Hóa. 8 tiểu đoàn đã sẵn sàng đổ bộ xuống thị xã Thanh Hóa. Kế hoạch này chắc là đã được báo cáo về Paris và Washington, nhưng cái kế hoạch quy mô đó đã không tính đến một chi tiết là thời tiết. Khi hạm đội chở quân ra khơi thì gặp bão giữa đường. Bão 5 ngày liền buộc đoàn tàu phải trở về Hải Phòng. Lần này chọn Hòa Bình, De Lat có những tính toán khác. Về quân sự, Hòa Bình nằm trên đường hành lang vận chuyển của đối phương từ Việt Bắc xuống khu 3 vào khu 4. Chiếm được Hòa Bình thì phạm vi kiểm soát của ông ta sẽ được mở rộng từ Ba Vì tới sát đồng bằng sông Hồng. Phòng tuyến sẽ được mở rộng từ Hữu Ngạn sông Đà đến trục đường số 6, Xuân Mai, Hòa Bình. De Lat hy vọng với một chiến trường đã lựa chọn, được chuẩn bị, Hòa Bình sẽ là một cái bẫy để nghiền nát đối phương. Sau đó với bàn đạp Hòa Bình, De Lat sẽ chọc những mũi dùi vào sao huyệt đối phương. Về chính trị, Hòa Bình sẽ là thủ phủ của xứ Mường tự trị. Tiếng vang của chiến công này sẽ dội về Paris, vang tới Washington. Ngày 9 tháng 11 năm 1951, De Lat cho quân đánh chiếm chợ Bến. Ngày 14 tháng 11, đánh ra Hòa Bình với lực lượng 15 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, 7 tiểu đoàn pháo, 2 liên đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn công binh,
hai thủy đội xung kích, quân Pháp dưới sự chỉ huy của Phó Tổng Tư lệnh Sa Lăng chia làm hai cánh. Cánh Bắc từ Sơn Tây và Trung Hà theo hai đường thủy bộ tiến về ấp Đá Trông, Tu Vũ. Cánh Nam từ Xuân Mai tiến theo đường số 6, kết hợp với quân Dù chiếm thị xã Hòa Bình. Giữa hai cánh Bắc Nam là một cánh quân liên lạc từ Yên Lộ lên Bãi Vàng, Trại Khoa rồi tiến về Hòa Bình. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.